Nằm ở trung tâm huyện Lý Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, dinh Hoàng A Tưởng hay còn gọi là dinh thự vua mèo là điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đến Lào Cai. Chủ nhân của dinh trước đây là hai cha con Hoàng Yến Trao, Hoàng A Tưởng, người dân tộc Tày, từng cai trị một vùng có tới 70% là dân tộc Mông ở Bắc Hà. Được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921 trên một quả đồi rộng. Dinh Hoàng A Tưởng có tổng diện tích 4.000 m², gồm 36 phòng. Bao quanh là hệ thống tường rào kiên cố. Dinh vừa là nơi ở và làm việc của gia tộc họ Hoàng, vừa có chức năng như một pháo đài bảo vệ. Kiến trúc dinh Hoàng A Tưởng có sự kết hợp phong cách Á Âu, trong đó nổi lên là các nét kiến trúc Pháp được thể hiện từ tổng quan đến chi tiết, như họa tiết cành nguyệt quế đắp trên các cửa vào, biểu trưng cho hạnh phúc và thịnh vượng. Cầu thăng vòng, các cửa hình vòm, cột nhà thanh thoát, hành lang lát gạch và có lan can. Sau khi đi qua khoảng sân rộng, nơi tổ chức hành lễ, múa hát, vui chơi, du khách sẽ đến khu nhà chính gồm 2 tầng, có diện tích 420 m². Mặt ngoài trang trí họa tiết cầu kỳ. Bên cạnh khu nhà chính còn có khu nhà phụ là nơi ở của các bà vợ Hoàng Yến Trao và Hoàng A Tưởng. Hiện nay, trong dinh có một dãy phòng được dùng làm khu trưng bày kỳ vật, các tác phẩm nghệ thuật về đời sống dân tộc vùng cao, các mô hình trang phục truyền thống của người Dao, Mông. Trải qua gần 100 năm tồn tại, dinh Hoàng A Tưởng vẫn đứng uy nghi, nổi bật giữa một vùng cao đang từng ngày phát triển, đổi mới. Khu biệt thự này đang được gìn giữ, bảo quản và tôn tạo để khách tham quan có thể tìm hiểu về lịch sử xã hội, vùng dân tộc miền núi một thời đã qua.